thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chỉ thị số 06 của ban bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới, kết luận số 76 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 33 của ban chấp hành trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và nghị quyết đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Đoàn chủ tịch trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và hội nhạc sĩ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nữ, người mẹ Việt Nam Mục đích của cuộc thi là vận động các nhạc sĩ chuyên và không chuyên sáng tác các ca khúc tác phẩm âm nhạc ca ngợi phụ nữ, người mẹ Việt Nam. Chủ đề của cuộc thi: Sáng tác ca khúc về phụ nữ, người mẹ Việt Nam, trong đó có mẹ đỡ đầu. Nội dung cuộc thi, các tác phẩm dự thi là các ca khúc có nội dung tư tưởng phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước, có chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam, thể hiện được đức tính tốt đẹp của người phụ nữ, người mẹ Việt Nam. Các sáng tác dự thi ca ngợi những tình cảm của phụ nữ, người mẹ Việt Nam dành cho gia đình. Cho quê hương, đất nước, ca ngợi những phẩm chất truyền thống, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, phẩm chất thời đại mới, tự tin, tự trọng, có tri thức, có sức khỏe, có đạo đức, có trách nhiệm, tình yêu thương, lòng nhân ái, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước. Những phẩm chất hiện đại của phụ nữ người mẹ Việt Nam, đầy bản lĩnh ở các lĩnh vực của cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội, đất nước, tư duy năng động, nhạy bén với cái mới nhưng vẫn giữ gìn được nét truyền thống, làm tốt thiên chức của người mẹ trong bối cảnh mới. Những đóng góp của người phụ nữ người mẹ trong đời sống, lao động, trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, tập trung vào các nội dung giáo dục làm cha mẹ của đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, đề án 938. Ca ngợi, tôn vinh những người mẹ tham gia chương trình mẹ đỡ đầu với lòng bao dung, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội, đặc biệt là thời kỳ hậu Covid-19 đã nhận đỡ đầu con mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đối tượng dự thi gồm các nhạc sĩ chuyên và không chuyên là người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước, khuyến khích cả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp, là tác giả của các tác phẩm âm nhạc phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Khuyến khích các tác giả trẻ, sinh viên các trường âm nhạc nghệ thuật, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, các tác phẩm của cùng tác giả chỉ được lấy một nghệ danh. Các tác phẩm dự thi bao gồm các ca khúc mới theo phong cách âm nhạc truyền thống và hiện đại, khuyến khích các ca khúc mới thuộc dòng nhạc trẻ, hiện đại, tiếp cận giới trẻ thời gian tổ chức cuộc thi. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, lễ phát động và họp báo giới thiệu về cuộc thi dự kiến diễn ra ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024 trong khuôn khổ hội nghị ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, nền tảng mạng xã hội thực hiện từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024. Các hoạt động chạy sáng tác, triển lãm, đi điền dã sáng tác được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2024. Thời gian nhận bài dự thi, Bắt đầu ngay sau khi phát động đến 17 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2024, nếu tác phẩm tham gia gửi qua đường bưu điện thì ban tổ chức sẽ tính theo dấu bưu điện. Ban giám khảo thẩm định, chấm giải trong tháng 8, tháng 9 năm 2024. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào dịp 20 tháng 10 năm 2024.